Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một phần chú côn trùng. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 6 ngón lên trong vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc tăng lên 6 hàng, hàng thứ 7 và hàng thứ 8. Hàng thứ 7 mình sẽ móc vào đây là các mũi móc đơn, hàng thứ 8 thì mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt. Sau đó thì mình sẽ móc phần mắt. Mắt này mình sẽ móc vào đây là 6 ngón lên trong vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc tăng lên 2 hàng. Phần mũi đỏ này thì mình đã có sẵn. Sau đó mình sẽ gắn mắt và gắn phần với nhau. Phần mắt mình sử dụng đây là mắt 10mm. Phần bên trên này mình sẽ sử dụng là 5mm. Phần một cục bông đỏ này. Sau đó mình sẽ gắn phần cục bông đỏ này. Phần len mình sử dụng đây là len Mikoton. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một quạt len màu xanh lá cây, một quạt len màu trắng, một phần mắt, một cây kim, một cây kéo và một cây móc. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân.
Ở hàng tiếp theo mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi thứ tư mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và cùng một chân. Sau đó mình sẽ lặp lại tương tự như thế đến hết hàng. Mình sẽ móc vào đây các mũi móc trượt.
Mình sẽ móc vào đây các mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây là 1, 2, 3 4 và chân mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó mình lại tiếp tục móc đây cho mình 2 mũi móc đơn và 2 chân mũi. Ba, 4, chân mũi tiếp theo, 5, mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó mình lại tiếp tục móc tương tự như thế cho đến hết tháng. Sau đó mình sẽ kết hàng, móc vào đây cho mình một mũi móc xích. Mình sẽ đâm lên trên mũi bên cạnh, mình sẽ viền xung quanh bằng các mũi móc trượt. Mình sẽ viền xung quanh bằng các mũi móc trượt. Mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt. Sau khi móc xong thì mình sẽ kết hàng. Sau đó mình sẽ kết hàng gắn các phần này lại với nhau. Mình sẽ móc phần mắt, tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân.
Đây là thành quả mà mình vừa móc xong một phần mặt cài hình chú côn trùng.